Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh ngày và đêm mùng 10 tháng 6 năm 2021. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác, có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông rải rác, có nơi mưa to, gió nhẹ. Đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Thành phố Lào Cai, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 31 độ, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Sapa, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió nhẹ. Đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 20 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Khu du lịch Bắc Hà, nhiều mây, có lúc có mưa, mưa vừa và dông, gió nhẹ. Đêm về sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, độ ẩm trung bình trên 90%. Thông tin thời tiết các khu vực trong nước đêm mùng 9 ngày mùng 10 tháng 6 năm 2021. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Ngày có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng vùng núi gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa, Nghệ An, đêm nay và chiều tối mai có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Các tỉnh Nam Bộ, có mây, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.